Xin chào tất cả quý bác tài đã quay trở lại với kênh của Đức Minh Ô Tô. Vâng, thì ngày hôm nay thì bên cạnh tôi đây đang là một chiếc xe tải rất là dài như thế này, với một cái kích thước thùng hàng của nó dài đến 6 mét. Nó phù hợp cho tất cả các quý bác tài nào mà chúng ta có những mặt hàng cồng kềnh đó. Và trong video này tôi sẽ chỉ ra 5 cái ưu điểm mà khi chúng ta đầu tư vào chiếc xe tải của hãng Tedaco này nhé. Xin mời tất cả quý bác tài đón xem hết video của tôi ngày hôm nay. Vâng, và quay trở lại với video của tôi thì bên cạnh tôi đây đang là chiếc xe tải Teda 345ML đó, với một cái phiên bản thùng dài 6 mét như quý bác tài đó. Thì hiện tại thì bên Tedo chúng tôi đang có hai phiên bản, một là phiên bản thùng dài 6 mét, hai là phiên bản thùng dài 6,4 m như quý bác tài đó. Thì nhắc một chút về cái xuất xứ ra đời của dòng xe tải Tedaco này đó. Thì hiện tại thì dòng xe tải Tedaco này là thuộc của tập đoàn hãng là Daehan Motor Hàn Quốc đó, với 100% vốn là vốn từ Hàn Quốc như quý bác tài đó. Và chiếc xe tải Tedaco này 345ML này nhá, nó sử dụng một cái động cơ, đó là động cơ Isuzu đó, nó cực kỳ là thương hiệu đến từ các cái dòng lớn khác rồi đó. Và cái top doanh thu của dòng xe tải Tedaco này đang là đứng thứ hai sau cái dòng Suzuki đó. Và trên thị trường hiện tại thì Tedaco đang là một cái dòng xe mà nó phù hợp với tất cả các quý bác tài nhất, với một cái số vốn đầu tư bỏ ra cực kỳ thấp, chỉ với loanh quanh khoảng tầm là 500 triệu đồng các quý bác tài có thể sở hữu một chiếc xe tải nó lớn như thế này, với một cái kích thước thùng dài 6 mét như quý bác tài đó. Và ngoài ra thì chiếc xe tải Tedaco này đó, đây là một cái phiên bản ra sau đón tiếp những cái sự thành công của những cái dòng xe tải Teda 100 đó, đang được rất nhiều các quý bác tài trên thị trường chúng ta săn đón và chúng ta đang mua và sử dụng rồi đó. Và tiếp theo đó thì nhà Daehan Motor Hàn Quốc này đã tiếp tục cho ra một cái dòng xe tải, đó là Teda 180, 190 và 350. Và tiếp theo đó đây là sẽ là một chiếc Teda 345ML như quý bác tài, với một cái kích thước thùng hàng dài 6 mét. Nó phù hợp cho các quý bác tài nào mà chúng ta chở những cái mặt hàng cồng kềnh, nhưng mà tải trọng của nó chỉ là 3,49 tấn nha quý bác tài, tức là bằng B2 chúng ta có thể sử dụng được chiếc xe tải này rồi. Đó, nó phù hợp cho tất cả các quý bác tài nào mà chúng ta có muốn là chở một cái chiếc xe tải trọng thấp thôi, nhưng mà cái mặt hàng của chúng ta cồng kềnh thì chúng ta sẵn sàng đầu tư vào một chiếc xe tải này được một cách cực kỳ hợp lý. Vâng, đó. Và sở hữu một cái thông số lốp, đó là lốp Kasumila 700x16, nó rất là phù hợp cho tất cả các quý bác tài nào. Hệ thống bánh trước, cầu trước sẽ là rãnh dọc, cầu sau sẽ là rãnh ngang, nó sẽ bám đường một cách cực kỳ là tốt đó. Hệ thống cái cản đã được bên Tedo chúng tôi hoàn thiện một cách cực kỳ là chi tiết cho các quý bác tài nhá đó. Với một cái kích thước thùng dài như thế này đó thì nó rất là phù hợp cho các quý bác tài nào mà chúng ta chở những mặt hàng cồng kềnh như video tôi đã nói rồi đó. Thì hiện tại thì bên Tedo chúng tôi đang sử dụng và ra phiếu thành công chiếc xe này với ba phiên bản, đó là một là phiên bản thùng bạt, hai là phiên bản thùng kín, ba là phiên bản thùng lửng. Nếu như quý bác tài nào mà chúng ta có nhu cầu, chúng ta hãy liên hệ trực tiếp với tôi để chúng ta có một cái giá thành tốt nhất đó. Và trong tháng 9 này thì hiện tại thì với một cái phiên bản thùng dài 6 mét này thì là hiện tại giá của nó đang là 507 triệu đồng. Nếu như quý bác tài nào chúng ta muốn đầu tư, hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo cái số hotline mà tôi để trên góc màn hình kia rồi đó. Và bây giờ thì tôi xin mời tất cả quý bác tài chúng ta hãy lên trên cái phần khoang cabin để chúng ta xem là cái khoang cabin của chiếc xe tải Teda 345ML này nó sẽ được trang bị những gì, và nó có phù hợp với lại cái nhu cầu của quý bác tài hay không. Và trong video lần tới thì tôi sẽ quay một cách chi tiết nhất cho các quý bác tài về hệ thống thùng bệ mà bên Auto Tedo chúng tôi đóng. Và nhắc một chút về cái hệ thống thùng bệ thì hiện tại thì bên Tedo chúng tôi đang đóng thùng của chiếc xe này tại trực tiếp tại Mỹ Hào Hưng Yên nha quý bác tài. Thì Hưng Yên là một trong những cái nơi mà chúng ta đã có quá nhiều cái sự nổi tiếng về ngành công nghiệp đóng thùng rồi. Đến đó, và bây giờ tôi xin mời các quý bác tài hãy lên trên cái khoang nội thất của chiếc xe 345ML này để chúng ta xem là chiếc xe 345ML này nó sẽ có những gì. Đó. Thì đây, với một chiếc khoang cabin dạng hộp thì bác quý bác tài chúng ta sẽ có một cái không gian nó cực kỳ là rộng rãi, với một cái thiết kế ngồi chúng ta có thể quan sát được hết tất cả mọi thứ. Đó, với một cái hệ thống gương bản lớn cực kỳ là rộng như thế này, chúng ta có thể nhìn được hết phần đuôi thùng, đã được bên Tedo chúng tôi tính toán một cách rất là kỹ càng cho các quý bác tài. Đó, khi mà chúng ta có một chiếc thùng nó dài như vậy nhưng mà chiếc gương của chúng ta mà không soi hết được thì sẽ rất là nguy hiểm. Thế nên là chiếc gương này nó sẽ là một chiếc gương bản lớn cực kỳ là lớn như quý bác tài. Nó sẽ giúp cho các quý bác tài chúng ta có thể nhìn đường và căn đường một cách tốt nhất. Hệ thống phần trên thì chúng ta sẽ có một chiếc gương cầu lồi. Đó, nó cực kỳ là phù hợp cho các quý bác tài nào. Và bên cửa kính chúng ta cũng sẽ có một chiếc gương cầu lồi khác, nó phù hợp cho tất cả các quý bác tài. Đó, hệ thống cần số của chiếc xe tải Teda 345ML này nó là hệ thống cần số 5 cấp như quý bác tài. Đó, sở hữu một cái khối động cơ là Isuzu. Đó, hệ thống vô lăng thì là vô lăng 4 chấu trợ lực lái dầu, để giúp cho các quý bác tài chúng ta đi một cách là nhàn hơn rất là nhiều. Còn hệ thống khu vực giải trí thì sao ạ? Khu vực giải trí thì chúng ta sẽ có đầu tiên là một chiếc màn hình DCD ở đây. Nó sẽ giúp cho chúng ta là nghe đài FM radio. Đó, hệ thống điều hòa thì là dạng dọc như thế này. Đó, cực kỳ là mát, với một cái hệ thống khoang cabin đầu vuông nó sẽ mát rất là nhanh. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một chiếc cửa sổ trời ở bên trên này nữa.
đó, cực kỳ là chất lượng nhờ các quý các tài. Hệ thống các cái nút vặn thì vẫn được là giữ là nguyên bản thôi. Kính thì là auto chỉnh điện đó. Thì ngoài ra chúng ta sẽ được trang bị sẵn ở đây là một chiếc chìa khóa điện nha quý bác tài đó. Chìa khóa điện thì đương nhiên là không thể nào thiếu được các quý bác tài rồi. Hệ thống kính gương bản lớn giúp cho bác tài chúng ta quan sát đường một cách cực kỳ là tốt. Hệ thống phanh tay cũng cực kỳ là nhẹ nhàng nha quý bác tài đó, rất là nhẹ nhàng. Có một cái điều mà tôi rất là đáng tiếc về chiếc xe tải Tera 345SR này, đó là hệ thống ghế của chiếc xe này vẫn là hệ thống ghế nỉ thôi đó. Nếu như chúng ta chạy trong thời tiết mùa đông thì đương nhiên rồi, hệ thống ghế nỉ này sẽ rất là ấm đó, nhưng mà với hiện tại với một cái thời tiết khu vực làm chúng ta thì chúng ta vẫn hơi nóng. Thế nên là nếu như quý bác tài nào chúng ta đến trực tiếp Auto Tedo chúng tôi, các quý bác tài sẽ có được những cái khuyến mãi đó chỉ đặc biệt với lại bên Tedo chúng tôi thôi, sẽ tùy và thuộc vào các cái nhu cầu khách hàng mà chúng tôi có thể cân đối cho các quý bác tài một cách tốt nhất đó. Thì ngoài ra thì bên Tedo chúng tôi đang có cái chương trình khuyến mãi, đó là mua xe liền tay có ngay SH. Nếu như quý bác tài nào mà chúng ta mua xe trong tháng 9 hoặc tháng 10 này, chúng ta sẽ nhận được một chiếc SH cùng với đó là rất nhiều các phần quà có giá trị khác đó. Để mà biết thêm về thể lệ của chương trình, hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo cái số hotline mà tôi để trên góc màn hình kia đó. Vâng, và thì vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho các quý bác tài một cái phiên bản thùng dài 6m nhưng mà tải trọng chỉ là 3 tấn 49 thôi. Nó rất là phù hợp cho các quý bác tài nào đó sở hữu một cái khối động cơ Isuzu đó mang thương hiệu của nhà máy Daihatsu Motor Hàn Quốc cực kỳ là bền bỉ. Thì là các quý bác tài chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không đầu tư ngay vào một cái chiếc xe tải này đó. Nếu như quý bác tài nào chúng ta có nhu cầu, hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số hotline mà tôi để trên góc màn hình rồi đó. Thì cuối video rồi, tôi cũng nhắc lại một chút về phần giá. Hiện tại thì giá trong tháng 9 này của chiếc xe tải Tera 345SL này nó sẽ là 507 triệu đồng nha quý bác tài. Nếu như quý bác tài nào ở khu vực tỉnh thành nào, hãy liên hệ trực tiếp với tôi để có một giá tốt nhất đó. Và cuối cùng xin cảm ơn tất cả các quý bác tài đã dành một chút thời gian trong ngày để theo dõi hết video của tôi ngày hôm nay. Thì cảm ơn các quý bác tài, hãy nhớ cho tôi một like và một đăng ký kênh, và hãy cho tôi những cái bình luận về cái phần comment để tôi làm những video lần sau nó tốt hơn đó. Và hiện tại thì kênh của tôi sẽ là đăng up lịch video là 7 ngày trên một tuần đó. 357 thì tôi sẽ đăng về các cái dòng xe gas, còn 246 thì tôi sẽ đăng về những cái dòng xe tải để cho các quý bác tài chúng ta có những cái sự lựa chọn khi đến với kênh của tôi đó. Thì xin cảm ơn các quý bác tài và hẹn gặp lại các quý bác tài trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.